về đường ruột tiêu hóa, rồi cũng như là huyết áp, rồi xương khớp đồ này, khi cho cô bác uống mật ong vô nó có rất là nhiều tác dụng. Thì cô bác cứ thương thì gọi điện xuống cho mình, mình ủng hộ Lục Tàng nhé. Rồi, ngày hôm nay Lục Tàng thông báo cho mọi người để có tin tức như vậy thôi, cũng chả có tin tức gì hồi hộp hết dẫn cả. Nhưng đó là những cái quan điểm mà Lục Tàng muốn nói trong cái bản tin ngày hôm nay. Cũng rất mong cô bác là theo dõi, nhớ nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Lục Tàng ạ. Cảm ơn cô bác rất là nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.